Vâng, vậy hãy thử đưa món gà Tây nào vào trong thực đơn của mình cho đêm mai trong buổi lễ Noel quý vị nhé. Nếu bạn có nhu cầu mua gà tươi sống, có thể tìm kiếm nơi cung cấp gà Tây, gà lôi trên Internet. Có khá nhiều trang trại chuyên nuôi loại gà này, đặc biệt là những khu vực ngoại thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Loại gà này khá to, con mái từ 5 đến 8 kg một con trống từ 9 đến 12 kg một con. Giá dao động từ 150 đến 180 ngàn một kg. Nếu không muốn nấu nướng ở nhà, các nhà hàng, khách sạn trong thành phố cũng có những combo gà Tây ăn tại chỗ hoặc mang về với giá khoảng 2 triệu đồng một con. Và thường thì cái món gà Tây này là họ chế biến nguyên con trong dịp lễ Giáng sinh, cho nên là nó cũng không dễ chế biến bởi vì phần nạc khá nhiều và dễ gây cảm giác ngán nữa. Khi chế biến thì cần có một số những bí quyết tẩm ướp cũng như là canh lửa để làm sao món ăn trở nên vừa ngon miệng hay là cũng đẹp mắt nữa. Hãy cùng phóng viên tiêu dùng của chúng tôi tìm hiểu cách làm món ăn này cùng với một đầu bếp chuyên nghiệp sau đây. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã có chuẩn bị sẵn một con gà Tây ở đây và mang đến gặp anh Bình là bếp phó của khách sạn Windsor Plaza để anh Bình có thể hướng dẫn chúng ta làm con gà Tây này sao cho ngon nhất. Chúng ta cần phải chuẩn bị 200g bơ, táo, cam, chanh tây và khoai tây, cà rốt, tỏi, lá thym. Phần trái cây sẽ được nhồi vào bụng gà để lấy chất ngọt. Phần bơ và rau thơm sẽ ngồi vào giữa da và thịt để tạo mùi thơm và độ bóng. Gà sẽ được nướng ở 170 độ trong 30 phút đầu. Nấm, kem, dầu ô liu sẽ được dùng làm nước sốt đặc biệt. Sau 30 phút thì chúng ta kiểm tra lại gà và cố gắng dưới cái nước sốt mà phần rau củ quả nó ra để cho con gà Tây nó bóng. Gà sau đó sẽ được nướng tiếp ở 75 độ C để chín đều. Wow, nhìn thôi là đã thấy hấp dẫn rồi. Anh Bình thì thường là cái phần nào trong cái con gà Tây này thường là được nhiều người chọn nhất anh ha? Phần lớn là khách người châu Âu họ luôn thích ăn cái phần ức trước. Vì phần ức với họ rất là ngon. Còn về phía người Việt Nam thì họ thông thường là họ chọn cái phần đùi vì phần đùi nó không bị khô. Với một con gà Tây khoảng 8 kg như thế này thì sẽ dành cho khoảng 10 người ăn nếu mà thật sự ăn khỏe. Và theo anh Bình đây thì đây chỉ là cách chế biến truyền thống nhất của gà Tây và quý vị có thể tự mình tra cứu thêm nhiều cách chế biến nữa. Và rất mong quý vị sẽ có được cho mình một công thức chế biến gà Tây ngon nhất trong mùa Noel này.